Bộ trưởng Tài chánh Đức bác bỏ tin đồn chủ nợ Hy Lạp sẽ bị mất thêm tiền. Tin Bá Linh, Bộ trưởng Tài chánh Đức Wolfgang Schäuble bác bỏ tin đồn bác chủ nợ của Hy Lạp sẽ bị buộc phải mất thêm tiền. Nói chuyện trong cuộc họp báo về ngân sách năm 2014 của Đức, Bộ trưởng Schäuble đã đề cập tới tin đồn cắt giảm tiền nợ cho Hy Lạp, nói rằng điều này dựa trên sự hiểu lầm ý định của các nhà làm chính sách và ông ta hy vọng Hy Lạp đang hồi phục. Qua cuộc họp báo, Bộ trưởng Schäuble cho biết có thể sẽ tăng lãi suất đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, nhưng nếu tăng chỉ tăng nhẹ.